Thôi tạm coi là cái gì cả. Dùng
là hè của mình người khổ thứ hai chung bởi cô tay cứ đi phục cùi tôi còn phải được phục cùi cùi cả bệnh mẹ tôi khổ lòng đắng nấu nấu tàu mà đi chung là bài thấp cái đó là bị lon mà đeo rồi แต่ก็มาแต่ก็ไปลําบ่แม่บ้านฝันตัวแม่ทุกคือใส่แม่มาถูหวยแม่แปลตัวไปฝันเป็นนานแล้วก็ร้อนฝ่ามืออยู่ไงตาก็ตาก็ได้ลําเมืองแล้วทีนี้ก็ติดเลยมันจะร้อนเลยน่ะเลยน่ะได้ยังนําเพื่อเถิดอยู่ชะละหลังแค่กันพอฉันนี่มันโหดเหยียบฉันแล้วก็ร้อนก็ไปตัวเลยลําบ่านะแกก็มีอีกไม่ได้เนี่ย lớn thì còn không bị chạm na nhăng luôn mà quay đang giọt từng con ta mình có cái đi chui là chúng ta sẽ mở trong này mở trong này mặc lo cho nên quả mặc cô chăm sóc ngược đây đây họ là được cho bạn trai đây 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 แต่งกันสักแต่งหรือเปล่า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 หรือเปล่
nè nam nữ thu nhập là thế nào cái là cái này là con mà cày được đó đó đấy con đấy nữ ra đem con mà nam lại yêu hơn tăng thu nhập là làm gì thể là làm gì nếu như là tăng thu nhập thì là ai làm cũng vì nhà bà bè cũng vì nhà bà bè tăng thuê tiền thôi không có cũng có năm được làm nhiều cũng có ý nghĩa còn năm được làm được còn năm được nữ luôn lấy nước cho chắc là căn lần được một buổi thành căn thành căn thành căn bao giang còn ngủ đấy thôi căn đẹp quá trời đẹp cái này cảnh nó đẹp vui cái này thôi là môi giờ thành căn hai chỗ chân thành căn hai chỗ chân năm nhiều ba một cắt rồi ra mà chân lương thì cũng được nhiều hơn mẹ mai tôi cho mẹ mày mẹ ngon mẹ trai thế bao còn mẹ xe pin mẹ mai tôi cho nào nó đẹp chân như nhà bà đang đang lấy tờ như tôi nhà bà tế được bây giờ công cử một từ sao đúng gì cả mẹ mòn tôi xe cái tóc như mẹ lai ra ngày cũng mới ngon mới tài tiền bạc tôi mới chơi giòn một tuổi nào mới chơi ra chơi cũng kẹt cũng nhiều mới xem mới mang được giòn ý cổ ta thấy nhìn cháu thì ở khu lưu đó bây giờ chia cái này họ mà cày mà hiện dần đến tạo hôn là do bố mẹ ta cả mà đàn ông là từ bậy giờ tôi là đi uống say về ngủ say rồi 3 giờ sáng trước kia lúc đó là có đòi hỏi rồi đòi chưa đóng chưa tay chín mà bà vợ không cho là ông chồng đông mà bà vợ bảo như thế này bằng ngày mai cứ đi chơi uống chai bằng đêm như thế này mai cứ rồi mai đòi tao không cho đâu giờ đây bên cạnh lang thang người ta nghe con cái cuối cùng là chất ca minh tương cái chi tiêu kiện lành để làm ai chồng